rõ pháp không hai được pháp thiệt tướng, đủ Bồ Tát hành, nơi tất cả tướng đều không chấp trước, khéo hay thực hành những việc đồng sự. Hằng không rời bỏ các pháp lành thanh tịnh, lìa tất cả chấp trước trụ hành vô trước. Bồ Tát như vậy, khéo léo tư duy, không mê hoặc, chẳng trái các pháp, chẳng hoài nghiệp nhân, thấy rõ chân thiệt, khéo hồi hướng, biết pháp tánh, dùng sức phương tiện thành tựu nghiệp báo, đến bờ kia. Dùng trí huệ quán sát tất cả pháp, được trí thần thông, vô tác mà thực hành các nghiệp thiện căn, tùy tâm tự tại. Đại Bồ Tát đem những thiện căn hồi hướng như vậy, vì muốn độ thoát tất cả chúng sanh, chẳng giết Phật chủng, lìa hẳn nghiệp ma, thấy giết thiết ký, không ngần mẻ, tin ưa không bỏ, lìa các cảnh giới, giết những tạp nhiễm, cũng nguyện tất cả chúng sanh được trí thanh tịnh, vào phương tiện sâu, ra khỏi pháp sanh tử, được thiện căn của Phật, giết hẳn tất cả sự nghiệp ma, dùng ấn bình đẳng, ấn khắp các nghiệp, phát tâm vào thẳng nhất thiết chủng trí, thành tựu tất cả pháp xuất thế gian. Đây là Đại Bồ Tát bất hoại hồi hướng thứ hai. Đại Bồ Tát lúc trụ nơi hồi hướng này, được thấy vô số chư Phật, thành tựu vô lượng diệu pháp thanh tịnh, được tâm bình đẳng với khắp chúng sanh, với tất cả pháp không nghi hoặc, được tất cả chư Phật thần lực gia hộ. Hàng phục chúng ma, lìa hẳn nghiệp ma, thành tựu sanh quý viên mãn Bồ Đề tâm, được trí vô ngại, hiểu chẳng do người, khéo hay khai xiển nghĩa của tất cả pháp, có thể tùy năng lực tư tưởng vào tất cả cõi, soi sáng khắp chúng sanh, đều khiến thanh tịnh. Đại Bồ Tát dùng sức bất hoại hồi hướng này nhiếp các thiện căn. Kim Cang Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương, rồi nói kệ rằng: Bồ Tát đã được ý bất hoại, tu hành tất cả những nghiệp lành, nên có thể khiến Phật hoan hỷ. Người trí do đây mà hồi hướng, cúng dường vô lượng vô biên Phật, bố thí trì giới phục các căn, vì muốn lợi ích các chúng sanh, khiến khắp tất cả đều thanh tịnh. Tất cả những hương hoa thượng diệu, vô lượng sai biệt thắng y phục, bủ cái nhẫn đến đồ trang nghiêm, cúng dường tất cả chư Di Lai, như vậy cúng dường lên chư Phật, vô lượng vô số nan tư kiếp, cung kính tôn trọng thường quan hỷ, chưa từng một niệm sanh nhàm mỏi, chuyên tâm tưởng niệm nơi chư Phật, đèn sáng trong tất cả thế gian, mười phương tất cả chư Như Lai thảy đều hiện tiền như mắt thấy, bất khả tư nghị vô lượng kiếp, các thứ bố thí tâm không nhàm, trong trăm ngàn muôn ức kiếp số, tu với nghiệp lành đều như vậy, chư Như Lai kia diệt độ rồi, cúng dường xá lợi không nhàm đủ, đều dùng các loại diệu trang nghiêm xây dựng vô lượng những tháp miếu, tạo lập vô lượng hình tượng Phật, châu báu vàng bạc dùng trang nghiêm, cao lớn dòi dòi như núi cả, số đó vô lượng trăm ngàn ức, tịnh tâm tôn trọng cúng dường rồi, lại khởi lòng quan hỷ lợi ích, bất tư nghị kiếp ở thế gian, cứu hộ chúng sanh khiến giải thoát, rõ biết chúng sanh đều vọng tưởng, nơi kia tất cả vô phân biệt, mà hay khéo biết căn chúng sanh, vì khắp chúng sanh làm lợi ích, Bồ Tát tu tập các công đức, trọng lớn tối thắng không ai sánh, rõ thấu thể tánh đều chẳng có, quyết định như vậy đều hồi hướng, dùng trí tối thắng quán các pháp, trong đó không có một pháp sanh. Như vậy phương tiện tu hồi hướng, công đức vô lượng không thể hết, dùng phương tiện này khiến tâm tịnh, đều cùng tất cả Như Lai đồng. Phương tiện lực này chẳng cùng tận, nên phước đức cũng không cùng tận. Phát khởi tâm Bồ Đề vô thượng, tất cả thế gian vô sở y, đến khắp mười phương các thế giới, mà tất cả nơi đều vô ngại. Tất cả Như Lai xuất thế gian, vì muốn khải đạo lòng chúng sanh, như tâm tánh kia mà quán sát, rốt ráo tìm cầu chẳng thể được. Tất cả các pháp trọn không thừa, đều vào chân như không thể tánh, dùng tịnh nhãn mà hồi hướng, mở ngục sinh tử ở thế gian, đều khiến các cõi đều thanh tịnh, cũng chẳng phân biệt nơi các cõi, biết tánh các cõi đều không có, mà khiến ý hoan hỷ thanh tịnh, nơi một Phật độ không sở y, tất cả Phật độ đều như vậy, cũng chẳng nhiễm trước pháp hữu di, biết pháp tánh kia không y xứ, do đây tu thành nhất thiết trí, do đây trí vô thượng trang nghiêm, do đây chư Phật đều hoan hỷ. Đây là hạnh Bồ Tát hồi hướng. Bồ Tát chuyên tâm niệm chư Phật, trí huệ vô thượng, phương tiện khéo, chư Phật tất cả không sở y.
nguyện tôi tu thành công đức này, chuyên tâm cứu hộ tất cả chúng, khiến họ xa lìa các nghiệp ác, như vậy lợi ích các chúng sanh. Chuyên niệm tư duy chưa từng có, trụ nơi pháp thủ hộ trí địa, chẳng lấy niết bàn nơi thừa khác, chỉ nguyện được Phật đạo vô thượng. Bồ Tát như vậy khéo hồi hướng, chẳng chấp lấy ngôn ngữ chúng sanh, tất cả sự hữu vi hư vọng, dầu chẳng y tựa đường ngôn ngữ, cũng lại chẳng chấp không ngôn thuyết. Thập phương tất cả chư Như Lai rõ thấu các pháp không còn sót, dầu biết các pháp đều không tịch, mà chẳng sanh niệm trụ nơi thông. Dùng một trang nghiêm nghiêm tất cả, cũng chẳng phân biệt nơi các pháp, như vậy khai ngộ các quần sanh, tất cả vô tánh vô sở quán. Chư Phật tử, thế nào là Bồ Tát đẳng nhất thiết Phật hồi hướng? Đại Bồ Tát này tùy thuận tu học đạo hồi hướng của tam thế chư Phật. Lúc tu học đạo hồi hướng như vậy, Bồ Tát này thấy tất cả lục trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, hoặc tốt hoặc xấu, chẳng sanh lòng ưa hay ghét, tâm được tự tại, không lỗi lầm, rộng lớn thanh tịnh, hoan hỷ vui thích, lìa những ưu não, tâm ý du duyến các căn thanh lương. Lúc Đại Bồ Tát được an lạc như vậy, lại phát tâm hồi hướng chư Phật, tự nghĩ rằng: nguyện đem thiện căn của tôi dung trồng hiện nay, làm cho sự vui của chư Phật càng thêm. Những là sự vui nơi an trụ bất tư nghị của Phật, sự vui nơi tam muội vô tỷ của chư Phật, sự vui đại từ bi vô hạn lượng, sự vui giải thoát của tất cả chư Phật, sự vui đại thần thông không ngàn mé, sự vui đại tự tại rất mực tôn trọng, sự vui vô lượng lực rốt ráo rộng lớn, sự vui tịch tịnh lìa những tri giác, sự vui thường chánh định trụ nơi vô ngại trụ, sự vui thực hành hạnh vô nhị không đổi khác. Đại Bồ Tát đem những thiện căn hồi hướng Phật xong, lại đem thiện căn hồi hướng Bồ Tát, nghĩa là người chưa viên mãn làm cho được viên mãn, người tâm chưa thanh tịnh làm cho được thanh tịnh, người chưa tròn đủ ba la mật làm cho được tròn đủ, an trụ nơi tâm kim cang bồ đề, nơi nhất thiết trí được bất thối chuyển, chẳng bỏ đại tinh tấn thủ hộ môn bồ đề, tất cả thiện căn có thể khiến chúng sanh bỏ lìa ngã mạn, phát bồ đề tâm, chí nguyện được thành tựu viên mãn, an trụ nơi chỗ trụ của Bồ Tát, được các căn minh lợi của Bồ Tát, tu tập thiện căn chứng Phật chủng trí. Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng Bồ Tát như thế rồi, lại đem hồi hướng tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh có bao nhiêu thiện căn dẫn đến rất ít chừng khoảng khẩy ngón tay đều được thấy Phật, nghe pháp chính tăng. Những thiện căn kia đều lìa chướng ngại, niệm Phật viên mãn, niệm pháp phương tiện, niệm tăng tôn trọng, chẳng lìa thấy Phật, tâm được thanh tịnh, được các Phật pháp hợp vô lượng đức, thanh tịnh những thần thông, bỏ niệm nghi pháp an trụ đúng Phật giáo. Bồ Tát này vì thanh danh và Bích Chi Phật hồi hướng cũng như vậy, lại nguyện tất cả chúng sanh địa hẳn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Diêm La Vương vân vân, tất cả nơi ác khổ tăng trưởng tâm vô thượng bồ đề, chuyên ý xin cầu nhất thiết chủng trí, lìa hẳn quỷ bán chánh pháp chư Phật, được Phật an lạc thân tâm thanh tịnh, chứng nhất thiết trí. Đại Bồ Tát có bao nhiêu thiện căn đều do đại nguyện phát khởi, chánh phát khởi, tích tập chánh tích tập, tăng trưởng chánh tăng trưởng, đều khiến rộng lớn đầy đủ. Đại Bồ Tát tại gia cùng vợ con ở chung chưa từng tạm bỏ tâm bồ đề, chánh niệm tư duy cảnh nhất thiết chủng trí, tự độ độ người khiến được rốt ráo, dùng thiện phương tiện giáo hóa quyến thuộc của mình, khiến vào trí Bồ Tát, khiến thành thục giải thoát. Dầu cùng ở chung mà lòng không chấp trước, vì bổn đại bi mà hiện ở nhà, vì từ tâm mà tùy thuận vợ con, nơi đạo thanh tịnh của Bồ Tát vẫn không chướng ngại. Đại Bồ Tát dầu ở nhà tạo lập sự nghiệp, nhưng chưa từng tạm bỏ tâm nhất thiết trí, nghĩa là trong những lúc mặc y phục, ăn thực phẩm, uống thuốc men, tắm rửa, xoay ngó, đi đứng, ngồi nằm, thân ngữ ý, hoặc ngủ hoặc thức vân vân, lòng Bồ Tát luôn hướng đến đạo vô thượng giác, chuyên nhiếp niệm tư duy nơi đây, không lúc nào tạm bỏ rời. Vì muốn lợi ích tất cả chúng sanh mà Bồ Tát an trụ vô lượng đại nguyện bồ đề, nhiếp thủ vô số thiện căn rộng lớn, siêng thực hành những điều lành, cứu độ khắp tất cả mọi loài, xa lìa tất cả kiêu mạn phóng dật, quyết định đến bậc nhất thiết trí,
chọn chẳng để tâm đến những đạo khác, thường quán sát chư Phật Bồ Đề, bỏ hẳn tất cả những pháp tạp nhiễm, tu hành tất cả chỗ sở học của Bồ Tát, nơi đạo nhất thiết ký không bị chướng ngại, trụ nơi trí địa, ưa thích tụng tập, dùng vô lượng trí huệ hợp những thiện căn, tâm chẳng luyến thích tất cả thế gian, cũng chẳng nhiễm trước nơi công hạnh của mình thực hành, chuyên tâm thọ trì giáo pháp của chư Phật. Bồ Tát ở tại gia nhiếp khắp những thiện căn, khiến được tăng trưởng mà hồi hướng chư Phật vô thượng Bồ Đề như vậy. Bấy giờ Bồ Tát nhẫn đến thí cho xuất sanh ăn một nấm một hộp, đều nguyện rằng: tôi sẽ làm cho các loài này thoát khỏi báo xuất sanh mà được lợi ích an vui rốt ráo giải thoát, khỏi hẳn biển khổ, dứt hẳn khổ thọ, trừ hẳn khổ quẩn, dứt hẳn khổ giác, khổ tụ, khổ hành, khổ nhân, khổ bổn và các khổ xứ. Nguyện cho những chúng sanh kia đều được giải thoát tất cả khổ. Bồ Tát chuyên tâm tưởng nhớ tất cả chúng sanh như vậy, dùng thiện căn này làm trên hết, vì họ mà hồi hướng nhất thiết chủng trí. Bồ Tát sơ phát tâm Bồ Đề nhiếp khắp chúng sanh, tu những thiện căn đều đem hồi hướng cả, muốn cho họ thoát hẳn sanh tử, được sự khoái lạc vô ngại của các Như Lai, ra khỏi biển phiền não, tu Phật đạo, từ tâm cùng khắp, bi lực rộng lớn, khiến khắp tất cả được vui thanh tịnh, gìn giữ thiện căn, gần gũi Phật pháp, ra khỏi cảnh ma, vào cảnh Phật, dứt giống thế gian, gieo giống Phật, trụ trong pháp tam thế bình đẳng. Bao nhiêu thiện căn đã, sẽ và hiện tập hợp đều đem hồi hướng như vậy cả. Bồ Tát lại nghĩ rằng, như chư Phật và Bồ Tát quá khứ thực hành những sự cung kính cúng dường chư Phật, độ chúng sanh khiến được giải thoát, siêng năng tu tập tất cả thiện căn đều đem hồi hướng mà không chấp trước, nghĩa là chẳng tựa nơi sắc, chẳng nhiễm nơi thọ, không tưởng điên đảo, chẳng khởi hành, chẳng theo thức, bỏ rời sáu trần, chẳng trụ thế pháp, thích đạo xuất thế, biết tất cả pháp đều như hư không, không từ đâu đến, bất sanh, bất diệt, không chân thiện, không nhiễm trước, xa lìa tất cả những kiến chấp phân biệt, chẳng động, chẳng chuyển, chẳng mất, chẳng hoại, trụ nơi thiệt tế, không tướng, lìa tướng, chỉ là nhất tướng. Bồ Tát thâm nhập tất cả pháp tánh như vậy, thường thích tu tập thiện căn phổ môn, đều thấy tất cả chúng hội chư Phật. Như thiện căn hồi hướng của tất cả Như Lai thời quá khứ, tôi cũng hồi hướng như vậy, hiểu pháp như vậy, chứng pháp như vậy, y pháp như vậy, mà phát tâm tu tập chẳng trái pháp tướng, biết chỗ tu hành như quyển, như ảnh, như trang đáy nước, như tượng trong gương, nhân duyên hòa hiệp mà hiển hiện nhẫn đến bậc Như Lai rốt ráo. Bồ Tát lại nghĩ rằng, như chư Phật thời quá khứ lúc tu hành Bồ Tát đem những thiện căn hồi hướng như vậy, chư Phật hiện tại và vị lai đều cũng như vậy. Nay tôi cũng nên phát tâm như chỗ phát tâm của chư Phật, đem những thiện căn mà dùng hồi hướng. Hồi hướng đệ nhất, hồi hướng thắng, hồi hướng tối thắng, hồi hướng thường, hồi hướng vô thường, hồi hướng vô đẳng, hồi hướng vô đẳng đẳng, hồi hướng vô tỷ, hồi hướng vô đối, hồi hướng tôn, hồi hướng diệu, hồi hướng bình đẳng, hồi hướng chánh trực, hồi hướng đại công đức, hồi hướng quảng đại, hồi hướng thiện, hồi hướng thanh tịnh, hồi hướng ly ác, hồi hướng bất tùy ác. Bồ Tát đem những thiện căn chánh hồi hướng như thế rồi, thời thành tựu thân, ngữ, ý, nghiệp thanh tịnh, trụ nơi an trụ của Bồ Tát, không có các lỗi lầm, tu tập nghiệp lành, lìa sự ác nơi thân, ngữ, tâm, ý, không tội lỗi, tu nhất thiết ký, trụ nơi tâm quảng đại, biết tất cả pháp không sợ tác, trụ pháp xuất thế, chẳng nhiễm thế pháp, phân biệt rõ biết vô lượng các nghiệp, thành tựu hồi hướng phương tiện khéo léo, dỗ hẳn tất cả cội gốc chấp trước. Thưa chư Phật tử, đây là Đại Bồ Tát nhất thiết Phật hồi hướng thứ ba. Đại Bồ Tát trụ bậc hồi hướng này, thâm nhập nghiệp hành của tất cả Như Lai, xu hướng công đức thắng diệu của Như Lai, vào sâu trong cảnh giới trí huệ thanh tịnh, chẳng rời hạnh nghiệp của tất cả Bồ Tát, hay khéo phân biệt phương tiện xảo diệu, nhập thâm pháp giới, khéo biết thứ đệ tu hành của Bồ Tát, vào chủng tánh của Phật, dùng phương tiện xảo diệu phân biệt rõ biết vô lượng vô biên tất cả các pháp, dầu hiện thân sanh vào thế gian nhưng không nhiễm trước thế pháp. Bấy giờ Kim Cang Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Phật quán sát khắp mười phương, rồi nói kệ rằng: chư Bồ Tát Ma Ha Tát đó tu pháp hồi hướng Phật quá khứ, cũng học công hạnh của chư Phật, hiện tại cùng chư Phật Vị Lai, nơi các cảnh giới được an vui.
Chỗ khen ngợi của tất cả Phật, mắt sáng suốt thanh tịnh rộng lớn, đều đem hồi hướng đại trí huệ. Bồ Tát thân căn các sự vui, nhãn nhĩ tỷ thiệt cũng như vậy. Vô lượng sự vui thượng diệu ấy, đều đem hồi hướng bực tối thắng. Những pháp lành của các thế gian và chỗ thành tựu của chư Phật, nơi đó nhiếp cả không để thừa, trọn tùy hỷ lợi ích chúng sanh. Thế gian tùy hỷ vô lượng thứ, khiến vì chúng sanh mà hồi hướng. Những sự vui của đấng nhân sư, nguyện cho chúng sanh đều viên mãn, tất cả quốc độ, tất cả Phật. Phàm chỗ thấy biết những sự vui, nguyện cho chúng sanh đều được cả, làm đèn sáng lớn chiếu thế gian. Bồ Tát chỗ được vui thắng diệu, đều đem hồi hướng cho quần sanh. Dầu gì quần sanh nên hồi hướng, nhưng không chấp trước nơi hồi hướng. Bồ Tát tu hành hồi hướng này, hưng khởi vô lượng tâm đại bi, như đức hồi hướng của Phật tu. Nguyện tôi tu hành trọn viên mãn, như chư Như Lai đã thành tựu đạo nhất thiết trí vui di diệu. Và việc làm ở đời của tôi, công hạnh Bồ Tát vui vô lượng, thị hiện vào các loài an vui, luôn dình các căn vui tịch tịnh, đều đem hồi hướng các quần sanh, khiến khắp tu thành trí vô thượng, chẳng phải thân ngữ ý là nghiệp, cũng chẳng rời đây mà có riêng, chỉ dùng phương tiện diệt si tối. Như vậy tu thành trí vô thượng, Bồ Tát tu hành các công hạnh chứa hợp vô lượng thắng công đức, tùy thuận Như Lai sanh nhà Phật, yên lặng chẳng loạn chẳng hồi hướng. Tất cả thế giới ở mười phương, bao nhiêu chúng sanh đều nhiếp thọ, đều đem thiện căn hồi hướng kia, nguyện họ đầy đủ vui an ổn. Chẳng vì thân mình cầu lợi ích, muốn khiến tất cả đều an vui, chưa từng tạm khởi tâm hí luận, chỉ quán các pháp không vô ngã, thập phương vô lượng chư Như Lai. Thấy biết tất cả chư Phật tử đều đem thiện căn hồi hướng cho, mong mau được thành vô thượng giác, tất cả loài hàm thức thế gian bình đẳng nhiếp thủ, không bỏ sót, đem những nghiệp lành của tôi tu, khiến chúng sanh kia mau thành Phật. Vô lượng vô biên những đại nguyện vô thượng đạo sư đã diễn thuyết, nguyện các Phật tử đều thanh tịnh, tùy tâm họ thích đều thành tựu, xem khắp các thế giới mười phương, đều đem công đức thí chúng sanh. Nguyện họ đều đủ diệu trang nghiêm. Bồ Tát tu hồi hướng như vậy, lòng chẳng gẫm suy pháp sai biệt, chỉ luôn rõ thấu pháp vô nhị, các pháp hoặc hai hoặc chẳng hai, trong đó rốt ráo không chấp trước. Tất cả thế gian trong mười phương đều là chúng sanh tưởng phân biệt, nơi tưởng phi tưởng không chỗ được. Với các tưởng rõ thấu như vậy, Bồ Tát kia thân đã thanh tịnh, thời ý thanh tịnh không lỗi lầm, ngữ nghiệp thanh tịnh không sái quấy. Phải biết ý thanh tịnh không nhiễm, nhất tâm chánh niệm Phật quá khứ, cũng nhớ chư Phật đời vị lai, và nhớ hiện tại đến Thế Tôn, Bồ Tát đều học pháp của Phật. Tất cả chư Phật trong ba thời, trí huệ sáng suốt, tâm vô ngại, vì muốn lợi ích các chúng sanh, nên hợp công hạnh mà hồi hướng. Trí huệ đệ nhất, huệ rộng lớn, huệ chẳng hư vọng, huệ vô đảo, thiệt trí bình đẳng, huệ thanh tịnh, đến huệ tối thắng nói như vậy. Thưa chư Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát chí nhất thiết xứ hồi hướng? Bồ Tát này lúc tu tập tất cả thiện căn, tự nghĩ rằng nguyện năng lực của thiện căn công đức này đến tất cả chỗ. Dường như thiệt tế không chỗ nào là chẳng đến, đến tất cả vật, đến tất cả thế gian, đến tất cả chúng sanh, đến tất cả quốc độ, đến tất cả pháp, đến tất cả không gian, đến tất cả thời gian, đến tất cả hữu di và vô di, đến tất cả ngôn ngữ âm thanh. Nguyện thiện căn này cũng như vậy, đến khắp mọi chỗ của tất cả Như Lai, cúng dường tất cả chư Phật trong ba thời. Chư Phật quá khứ nguyện hạnh đều viên mãn, chư Phật vị lai đầy đủ sự trang nghiêm, chư Phật hiện tại cùng quốc độ đạo tràng chúng hội, cùng khắp tất cả hư không pháp giới. Nguyện cho tính giải quay lực lớn, do trí huệ rộng lớn không chướng ngại, cho tất cả thiện căn đều hồi hướng, nên dùng những đồ cúng dường như của chư thiên để dâng lên chư Phật khắp vô lượng vô biên thế giới. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng chư Phật Thế Tôn cùng khắp tất cả hư không pháp giới, những hành nghiệp tạo ra bất khả thuyết thế giới ở mười phương, bất khả thuyết Phật độ, Phật cảnh giới, các loại thế giới, vô lượng thế giới xoay chuyển, thế giới nghiêng, thế giới úp, thế giới ngửa. Trong tất cả thế giới như vậy, chư Phật hiện tại trụ thế thị hiện những thần thông biến hóa. Trong những thế giới đó, có Bồ Tát dùng sức thắng giải, vì những chúng sanh đáng được giáo hóa, mà khắp khai thị vô lượng thần lực tự tại của Như Lai. Pháp thân đến khắp không sai biệt,
bình đẳng vào khắp tất cả pháp giới. Thân Như Lai tạng bất sanh bất diệt, dùng phương tiện thiện xảo hiện khắp thế gian, chứng pháp thiệt tánh. Vì vượt hơn tất cả vậy, vì được sức bất thối vô ngại vậy, vì sanh ở trong tri kiến vô ngại, đức tánh rộng lớn của Như Lai. Thưa chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem tất cả thiện căn của mình dung trọng, nguyện ở nơi chư Phật như vậy, dùng hoa đẹp, hương thơm, tràng hoa, lòng, tràng phan, y phục, đèn đuốc và tất cả những đồ trang nghiêm khác đều dâng lên Đức Phật. Nơi tượng Phật, tháp Phật cũng đều cúng dường như vậy. Đem thiện căn này hồi hướng như vậy, những là bất loạn hồi hướng, nhất tâm hồi hướng, tự ý hồi hướng, tôn kính hồi hướng, bất động hồi hướng, vô trụ hồi hướng, vô y hồi hướng, không tâm chúng sanh hồi hướng, không tâm tranh đua hồi hướng, tâm tịch tịnh hồi hướng. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng, khắp không gian, tột thời gian, trong tất cả kiếp, chư Phật Thế Tôn được nhất thiết ký thành Đạo Bồ Đề, có vô lượng danh tự sai biệt. Trong những lúc hiện thành bậc chánh giác, trọn đều trụ thọ tận khỏi vị lai, chư Phật đều dùng pháp giới trang nghiêm mà trang nghiêm thân mình. Đạo tràng chúng hội khắp cùng pháp giới tất cả quốc độ, tùy lúc xuất thế mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật Như Lai như vậy, tôi đem thiện căn đều hồi hướng khắp cả, nguyện dùng vô số lòng thơm, tràng thơm, phan thơm, trướng thơm, lưới thơm, tường thơm, ánh sáng thơm, ngọn lửa thơm, mây thơm, tòa thơm, chỗ kinh hành thơm, chỗ ở thơm, thế giới thơm, núi thơm, biển thơm, sông thơm, cây thơm, y phục thơm, hoa sen thơm, cung điện thơm, mỗi thứ đều vô số. Lại dùng vô lượng lộng hoa dẫn đến vô lượng cung điện hoa, lại dùng vô biên lộng tràng hoa dẫn đến vô biên cung điện tràng hoa, lại dùng vô đẳng lộng hương hoa dẫn đến vô đẳng cung điện hương hoa, lại dùng bất khả số lộng hương bột dẫn đến bất khả số cung điện hương bột, lại dùng bất khả xưng lộng y phục dẫn đến bất khả xưng cung điện y phục, lại dùng bất khả tư lộng báo dẫn đến bất khả tư cung điện lộng báo, lại dùng bất khả lượng đèn sáng dẫn đến bất khả lượng cung điện đèn sáng, lại dùng bất khả thuyết lộng đồ trang nghiêm dẫn đến bất khả thuyết cung điện đồ trang nghiêm, lại dùng bất khả thuyết lộng mani bửu dẫn đến bất khả thuyết cung điện mani bửu. Trong mỗi mỗi cảnh giới như vậy đều có vô số lan can, vô số cung điện, vô số lâu cát, vô số cửa cái, vô số cửa sông, vô số hình bán nguyệt, vô số báo thanh tịnh, vô số đồ trang nghiêm. Đem những vật cúng dường như vậy mà cung kính dâng lên tất cả chư Phật đã kể ở trên. Nguyện cho tất cả thế gian đều được thanh tịnh, tất cả chúng sanh đều được giải thoát trụ bậc thập địa, trong tất cả pháp được pháp minh vô ngại, khiến tất cả chúng sanh đầy đủ thiện căn đều được điều phục, tâm họ quảng đại vô lượng khắp cõi hư không, qua tất cả cõi mà không chỗ đến, vào tất cả cõi thực hành pháp lành, thường được thấy Phật dung trồng căn lành, thành tựu đại thừa chẳng chấp trước các pháp, đủ các điều lành lập vô lượng hành, vào khắp vô biên pháp giới thành tựu thần lực của chư Phật được Phật trí. Dĩ như vô ngã nhiếp khắp các pháp, cũng vậy những căn lành của tôi nhiếp khắp tất cả chư Phật Như Lai, vì đều cúng dường không sót vậy. Nhiều khắp tất cả vô lượng pháp, vì đều có thể chứng ngộ vô ngại vậy. Nhiếp khắp tất cả chúng Bồ Tát, vì rốt ráo đều đồng thiện căn vậy. Nhiếp khắp tất cả hạnh Bồ Tát, vì bổ nguyện lực đều viên mãn vậy. Nhiếp khắp tất cả Bồ Tát pháp minh, vì rõ thấu các pháp đều vô ngại vậy. Nhiếp khắp đại thần lực của chư Phật, vì thành tựu vô lượng thiện căn vậy. Nhiếp khắp các Phật lực vô quý, vì phát tâm vô lượng viên mãn tất cả vậy. Nhiếp khắp những tam muội biện tài Đà La Ni của Bồ Tát, vì khéo có thể chiếu rõ pháp vô nhị vậy. Nhiếp khắp phương tiện thiện xảo của chư Phật, vì thị hiện đại thần lực của Như Lai vậy. Nhiếp khắp tám tướng thành đạo của Tam Thế Phật, vì cung kính cúng dường đều khắp cả vậy. Nhiếp khắp tất cả thế giới mười phương, vì nghiêm tịnh Phật sát đều rốt ráo vậy. Nhiếp khắp tất cả kiếp trọng lớn, vì xuất hiện trong đó tu Bồ Tát hạnh không đoạn tuyệt vậy. Nhiếp khắp tất cả mọi loài, vì đều hiện thọ sanh trong đó vậy. Nhiếp khắp tất cả chúng sanh giới, vì đủ hạnh phổ hiền vậy. Nhiếp khắp tất cả phiền não tập khí, vì đều dùng phương tiện khiến thanh tịnh vậy. Nhiếp khắp tất cả vô lượng căn tánh sai biệt của chúng sanh, vì đều rõ biết vậy.
nhiếp khắp tất cả tri giải sở dục của chúng sanh, vì khiến họ đều tạm nhiễm được thanh tịnh vậy. Nhiếp khắp tất cả công hạnh giáo hóa chúng sanh, vì tùy chỗ họ đáng được độ mà hiện thân vậy. Nhiếp khắp tất cả loài chúng sanh đáng được độ, vì đều vào tất cả chúng sanh giới vậy. Nhiếp khắp tất cả trí tánh Như Lai, vì hộ trì tất cả Phật giáo vậy. Lúc Đại Bồ Tát đem những thiện căn hồi hướng như vậy, thời dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở trong nghiệp chẳng phân biệt báo, ở trong báo chẳng phân biệt nghiệp. Dầu không phân biệt mà vào khắp pháp giới, dầu vô sở tác mà luôn trụ thiền căn, dầu vô sở khởi mà siêng tu thắng pháp, chẳng tin các pháp mà có thể thâm nhập các pháp, chẳng có nơi pháp mà thấy biết tất cả pháp, hoặc làm hay chẳng làm đều bất khả đắc, biết các pháp tánh luôn chẳng tự tại. Dầu đều thấy các pháp mà không sở kiến, dầu biết khắp tất cả mà không sở tri. Bồ Tát rõ thấu cảnh giới như vậy, biết tất cả pháp lấy nhân duyên làm căn bản, thấy pháp thân của chư Phật đến thiệt tế ly nhiễm của tất cả pháp, hiểu rõ thế gian đều như biến hóa, thấu rõ chúng sanh chỉ là một pháp không có hai tánh, chẳng bỏ nghiệp cảnh, phương tiện thiền xảo nơi hữu di giới hiển thị vô di pháp, mà chẳng hoại diệt tướng hữu di, nơi vô di giới hiển thị hữu di pháp mà chẳng phân biệt tướng vô di. Bồ Tát quán sát tất cả pháp rốt ráo tịch diệt như vậy, thành tựu tất cả thiện căn thanh tịnh mà khởi tâm cứu hộ chúng sanh, trí huệ thấu suốt biển tất cả pháp, thường thích tu hành pháp lìa ngu si, đã thành tựu đủ công đức xuất thế, chẳng còn tu học pháp thế gian, được trí nhãn thanh tịnh, lìa những si tối, dùng phương tiện khéo tu đạo hồi hướng. Đại Bồ Tát đem các thiện căn hồi hướng như vậy làm dự lòng chư Phật, nghiêm tịnh tất cả Phật độ, giáo hóa thành tựu tất cả chúng sanh, thọ trì đầy đủ tất cả Phật pháp, làm phước điền tối thượng của tất cả chúng sanh, là đạo sư trí huệ của tất cả người hành đạo, là mặt nhật sáng của tất cả thế gian. Mỗi mỗi thiện căn rộng khắp pháp giới đều có thể cứu hộ tất cả chúng sanh, đều khiến họ thanh tịnh có đủ công đức. Lúc Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, có thể hộ trì tất cả Phật chủng, có thể thành thục tất cả chúng sanh, có thể nghiêm tịnh tất cả quốc độ, có thể chẳng hư hoại tất cả hạnh nghiệp, có thể rõ biết tất cả pháp, có thể bình đẳng quán sát các pháp vô diệt, có thể qua khắp thế giới mười phương, có thể rõ thấu thiệt tế ly dục, có thể thành tựu tính giải thanh tịnh, có thể đầy đủ căn thân minh lợi. Đây là Đại Bồ Tát chí nhất thiết xứ hồi hướng thứ tư. Lúc Đại Bồ Tát trụ bực hồi hướng này, được thân nghiệp đến tất cả chỗ, vì có thể ứng hiện khắp tất cả thế giới vậy. Được ngữ nghiệp đến tất cả chỗ, vì thuyết pháp trong tất cả thế giới vậy. Được ý nghiệp đến tất cả chỗ, vì thọ trì tất cả Phật pháp vậy. Được thần túc thông đến tất cả chỗ, vì tùy theo tâm chúng sanh đều ứng đến vậy. Được tùy chứng trí đến tất cả chỗ, vì khắp có thể rõ thấu tất cả pháp vậy. Được tổng trì biện tài đến tất cả chỗ, vì đều tùy theo tâm chúng sanh khiến họ quan hỷ vậy. Được nhập pháp giới đến tất cả chỗ, vì trong một chân long vào khắp tất cả thế giới vậy. Được biến nhập thân đến tất cả chỗ, vì nơi một thân chúng sanh mà vào khắp thân của tất cả chúng sanh vậy. Được phổ kiến kiếp đến tất cả chỗ, vì trong mỗi mỗi kiếp thường thấy tất cả Phật vậy. Được phổ kiến niệm đến tất cả chỗ, vì trong mỗi mỗi niệm tất cả chư Phật đều hiện tiền vậy. Đại Bồ Tát được bực chí nhất thiết xứ hồi hướng, thời có thể đem thiện căn hồi hướng như vậy. Bây giờ Kim Cang Tràng Bồ Tát thừa quay lực của Đức Phật, quán sát khắp mười phương rồi đối kệ rằng: tất cả những thế gian trong ngoài, Bồ Tát thảy đều không chấp trước, chẳng bỏ hạnh lợi ích chúng sanh. Đại sĩ tu hành trí như vậy, tất cả quốc độ ở mười phương, tất cả vô y và vô trụ, chẳng lấy những pháp mạng sống thảy, cũng chẳng vọng khởi những phân biệt. Những chúng sanh trong mười phương cõi nhiếp khắp tất cả không để sót, quán thể tánh kia không sở hữu, chỉ nhất thiết xứ khéo hồi hướng, nhiếp khắp pháp hữu di vô di, chẳng ở trong đó sanh vọng niệm. Nơi pháp thế gian cũng như vậy. Bậc chiếu thế đăng được giác ngộ, Bồ Tát tu hành những nghiệp hành phẩm thường trung hạ đều sai khác, đều đem thiện căn hồi hướng đến tất cả chư Phật ở mười phương. Bồ Tát hồi hướng đến bờ kia, theo Phật tu học đều thành tựu. Thường dùng diệu trí khéo tư duy, thắng pháp nhân gian đều đầy đủ, thiện căn thanh tịnh khắp hồi hướng,
lợi ích chúng sanh thường chẳng bỏ, đều khiến tất cả các chúng sanh thành đấng chiếu thế đăng vô thường, chưa từng phân biệt chấp chúng sanh, cũng chẳng vọng tưởng nhớ các pháp, dầu không nhiễm trước nơi thế gian, cũng lại chẳng bỏ các hàm thích. Bồ Tát thường thích pháp tịch diệt, tùy thuận được đến cảnh niết bàn, cũng chẳng bỏ rời đạo chúng sanh mà được trí vi diệu như vậy. Bồ Tát chưa từng phân biệt nghiệp, cũng chẳng chấp lấy các quả báo. Tất cả thế gian từ duyên sanh, chẳng rời nhân duyên thấy các pháp, cảnh giới như vậy đều thâm nhập, chẳng ở trong đó khởi phân biệt. Bậc điều ngự sư của chúng sanh, nơi đây sáng tỏ khéo hồi hướng.